à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay app về giách. cô xin chào các em nha và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ soạn bài củng cố và mở rộng trang 73 tập 2 Câu 1, trang 73, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2. Những trải nghiệm trong cuộc sống có vai trò như thế nào đối với sự trưởng thành của mỗi người? Dùng lý lẽ và bằng chứng trong các văn bản đọc để tìm câu trả lời. Thực ra thì những trải nghiệm trong cuộc sống có vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của mỗi một con người. Bởi lẽ chỉ khi có những trải nghiệm thì con người mới có thể hiểu được những lỗi lầm và từ đó sửa chữa để phát triển hơn trong văn bản đọc, bản đồ dẫn đường lời dặn dò của ông dành cho cháu đó là phải sẵn sàng tìm kiếm trong bóng tối, từ những trải nghiệm cá nhân của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn hay thậm chí là thất bại. Chúng ta phải biết đối diện với những điều tiêu cực để hướng đến tương lai và có được tấm bản đồ cho chính mình. Câu 2 trang 73 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 2, chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau về cách nêu ý kiến, cách sử dụng lý lẽ và bằng chứng giữa hai văn bản, bản đồ dẫn đường và hãy cầm lấy và đọc. Điểm giống nhau ở đây là, về cách nêu ý kiến thì cả hai văn bản đều chọn cách dẫn gián tiếp, trích ra câu chuyện trước, sau đó mới đưa ra ý kiến. Còn điểm khác nhau là về cách sử dụng lý lẽ văn bản. Trong khi văn bản, bản đồ dẫn đường đưa ra lý lẽ và bằng chứng từ việc giải thích cho đến chứng minh bằng các bằng chứng còn văn bản Hãy cầm lấy và đọc thì đưa ra những lý lẽ và bằng chứng luôn Sau đó là khẳng định lại vấn đề Câu 3, trang 73, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2 Hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 câu về chủ đề sách Người bạn đường Các em có thể tham khảo đoạn văn dưới đây nha Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người Sách chính là người bạn đường không thể thiếu ngay từ khi bước vào môi trường học đường, chúng ta đã được làm quen với những cuốn sách giáo khoa sặc sỡ. Dần dần, việc đọc và học không chỉ dừng lại ở những cuốn sách ta học trên lớp, mà đó còn là rất nhiều những cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau. Ở lứa tuổi đôi mươi, ta bắt gặp trong học bàn của câu cầu học trò nhỏ, các cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn trưởng thành lên một chút, chúng ta tìm kiếm những cuốn sách khiến cho bản thân mình tốt hơn như là sách phát triển bản thân, sách nghiên cứu, học thuật. Cả một hành trình lớn khôn dài như thế, sách cứ thế là người bạn đồng hành với ta, mở cho ta biết bao nhiêu là bài học quý giá. Câu 4, trang 73, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2. Chọn trong văn bản, bản đồ dẫn đường, một câu làm đề tài cho bài nói lập dàn ý bài nói và tập luyện cách trình bày. Câu mà cô chọn là Tấm bản đồ dẫn đường là cách nhìn về cuộc đời, bao gồm cả cách nhìn về con người. Các em có thể lập dàn ý, gồm 3 phần như thế này nha. Mở bài thì chúng ta sẽ dẫn dắt vấn đề, thân bài thì đưa ra những ý kiến của bản thân về vấn đề được nói tới trong câu chuyện trong câu trên và kết bài là tổng kết và nêu ý kiến, ý nghĩa của vấn đề được nói tới. Câu 5, trang 73, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, tìm đọc thêm hai văn bản nghị luận bàn về vấn đề đời sống, ghi chép ngắn gọn thu hoạch của em đối với từng văn bản, về vấn đề được bàn luận, về cách sử dụng lý lẽ và bằng chứng. Thì các em hãy tìm đọc thêm các văn bản nghị luận bàn về vấn đề đời sống và ghi chép thu hoạch cá nhân nha. Và như vậy là chúng ta vừa soạn xong bài, củng cố và mở rộng trang 73, tập 2. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.